Làm ruộng em. Làm ruộng vậy là ở gần rừng rú em cũng sợ chuột nè. Có đất làm hả? Đây ba ruộng của mình hết luôn hả? Kia là nói cái đường mà đi vô cái thác mà cái thác cao ở trong đây ấy, là còn bao xa vậy em? Không, cái chỗ mà có cái thác ba còn thác rồi anh vô rồi mà có thác thác trong rồi ấy, thác cao rồi ấy. Cao trên kia này. Cũng gần đi tầm 25 30 phút là cũng đi phía đường mình tay trái luôn rồi không? Hết rồi là ba thác đó, thác đập đây, rồi cái thác ba còn thác đấy, thác đá hang ấy, rồi cái thác đấy. Là đi là trong cái ngọn thác trong thác đá hang là cỡ bao xa, mấy mét rõ em đi được mấy lần rồi vô đấy là nhiều không đi miết hả cho định chừng nào xả đây này mình định chừng nào xả này à xả hả cho ra chắc chuột rồi nhiều hả chuột chim rồi đây là ai em hay là bà xã là vợ hả có hai vợ chồng làm nha rồi cảm ơn nha. Đấy bà con, hình hài ngọn thác bắt đầu rõ hơn rồi đó bà con, đi rất là mệt. Nhưng mà khi thấy ngọn thác thì tinh thần khoáng chân hơn, người cảm thấy khỏe hơn bà con. Đây, em đang quay trực diện đấy bà con. Đây, em cũng tự xíu cho mình đây, một đoạn khi clip em đỡ em có mặt ở trong đây. Đó, bà con thấy đẹp chưa? Thấy đã đâu chưa? Ủa, quá đã. Tiếng thác đổ nha bà con, nghe có dữ dội không, nghe có hùng vĩ không, nghe có dễ sợ không? Thấy cảnh đẹp mà con, em ở đây là mắt lạnh luôn ấy, y như là nước mưa ấy, phun sương ấy bà con, là chiếc băng ấy. Ồ, cảnh đẹp quá bà con ơi, đẹp không thôi tương tương rồi. Để quay núi đá một kèm cho bà con xem nha, lạnh lạnh ngắt vậy bà con, em định muốn tắm mà em nó lạnh quá em còn không dám, gió nữa nó dữ dội cho thấy kinh khủng chưa, đẹp cửa hồn chưa. Hiện tại là em đang đứng quay trực diện với ngọn thác nha bà con, đó bà con thấy đẹp không, hùng vĩ không? Rồi chút nữa em sẽ quay cảnh em đứng đối diện với ngọn thác nữa nha bà con. Thấy đẹp mơ hồn chưa? Kinh khủng chưa? Đó, mắt lạnh luôn bà con ơi. Đẹp quá. Đẹp không thể tả được. Đó, cây. Đó, dưới thác là con cây, có hàng đá. Hàng đá là chân ngang chứ, nếu có hàng đá là em nghĩ là chắc nó lửa hết. Đó. Thác này nha bà con, đó dưới thác là đá ngổn ngang, đá trong là đá bà con, đó ngổn ngang. Đó còn ở xa xa phía bên kia là anh chị vợ chồng anh Nai đang nhúng lửa bà con, đó cánh lửa đỏ 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 đang nhúng lửa để nấu cơm trên này em ăn cơm ở đây. Chào quý bà con. Em lên Nam mình đây, em chúc bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, bao vất vả cuối cùng là em cũng đến được cái ngọn thác cổ này, ở trong thác cổ Hàng Dây hoặc là thác đá Hàng Dây là em đi chắc mất cả tiếng đồng hồ đó bà con, vừa hai anh em vừa đi vừa bắt cá, là mất một tiếng đồng hồ nhưng mà đường đi rất là vất vả, đi rất là nguy hiểm, trèo lên đá và dốc rất là cao, đi men theo suối. Có cái đường lớp thì nên em đi rất là nguy hiểm, cuối cùng là hai anh em cũng tới cho nó rất là vui.
Hiện tại là em đang đứng trực diện với ngọn thác đó bà con. Để em quay sơ qua cái cảnh này. Đây cũng gọi là một cảnh được kỷ niệm là mình đã tới cái ngọn thác này rồi nha bà con. Chào bà con nha. Hiện tại hai vợ chồng anh Hai Dương và chị Dương đang chuẩn bị bữa cơm trưa đó nha bà con. Thì vào đây em cũng cảm ơn hai vợ chồng anh chị rất nhiệt tình, chu đáo giúp đỡ em trong hành trình đi tìm ngọn thác cuối cùng. Trong series clip đi tìm đá hang và trong quá trình chuẩn bị thì chị Dương cũng có mang thêm một bộ đồ truyền thống, thì trong tập tới em sẽ giới thiệu đến nét đẹp của bộ đồ truyền thống người Bà Na đến với bà con. Chào tạm biệt với bà con, chúc bà con mình luôn luôn mạnh khỏe. Yeah.